chào mọi người. Hôm nay mình có một ngày để nghỉ, chính vì vậy mà mình tranh thủ sắp xếp đồ để chuẩn bị mang vào viện sinh em bé thứ hai. Hiện tại thì mình sắp tròn 34 tuần rồi, và đến 36 tuần thì mình sẽ vào trong bệnh viện để làm hồ sơ sinh, cũng như là bắt đầu đến cái mốc quan trọng là siêu âm một tuần một lần. Chính vì vậy cho nên là mình rất muốn chuẩn bị tất tần tật mọi thứ một cách cẩn thận nhất có thể. Và để từ 36 tuần trở đi thì mình sẽ chỉ việc là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, và khi nào có dấu hiệu thì sẽ vào trong bệnh viện sinh. Mình muốn nhấn mạnh với mọi người, trước khi mình giới thiệu với mọi người cách mình sắp xếp đồ để mang vào bệnh viện sinh. Thứ nhất thì đây là em bé thứ hai của mình, thế cho nên là mình đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên rồi. Và có một số món đồ mình thấy rằng mang đi nó thực sự không cần thiết, và số lượng thì mình cũng chỉ thấy là với cái số lượng mà mình mang đi thì như vậy là vừa đủ rồi. Cái thứ hai nữa là hình thức sinh của mình sẽ là hình thức sinh mổ, chứ không phải là sinh thường. Bởi vì em bé đầu tiên là đã sốt thì mình không có cơn co chuyển dạ và cổ tử cung không chịu mở. Chính vì vậy cho nên bác sĩ đã chỉ định là mình phải đẻ mổ. Và đối với em bé thứ hai này thì cũng sẽ là như thế. Và cái thứ ba nữa là mình không sinh ở bệnh viện quốc tế, mà mình sinh ở bệnh viện công, ở bệnh viện của nhà nước, và mình sử dụng hình thức là dịch vụ. Thì một trong những cái sản phẩm đầu tiên mà mình thấy rất cần thiết để chuẩn bị đồ khi mang đi sinh, đấy là một cái làn. Cái làn này nó vừa có tác dụng là đựng được rất là nhiều đồ để mang vào bệnh viện, nhưng đồng thời với đấy thì nó cũng có tác dụng là sẽ sau khi các bạn về nhà ấy, thì các bạn có thể sắp xếp đồ của em bé và để ở đầu giường, thì nó sẽ rất tiện cho việc chăm sóc, cũng như là sắp xếp đồ của em bé để khiến cho căn phòng của các bạn không bị lộn xộn. Chúng mình có một cái nguyên tắc, đấy là khi sắp xếp ấy, thì hãy sắp xếp những cái đồ mà các bạn sẽ dùng nhiều nhất ở phía trên, và những đồ các bạn sẽ dùng ít hơn hoặc là gần đến khi ra viện các bạn mới cần dùng thì để phía dưới. Thì cái thứ đầu tiên đấy chính là bỉm. Cái này thì mình học được ở trên YouTube này thôi. Đấy là các mẹ cắt cái bịch bỉm ra để nguyên như thế này, thì coi như là bỉm nó sẽ vẫn giữ nguyên như thế này. Và ở đây thì mình có lấy ra một ít để mình dán sẵn vào quần đóng bỉm. Phần còn thừa lại thì mình cho khoảng tầm chục cái bỉm Merit vào đây. Cái thứ hai nữa ấy, đấy là cái miếng lót sơ sinh. Cái này thì mình có hai cái từ hồi mình đẻ bạn sốt của Nhật, và mình thấy rằng chỉ cần mang 1 đến 2 cái như thế này là đủ rồi. Nó không quá to đâu, nó chỉ cỡ to cũng gần bằng cái làn này thôi. Nếu như các bạn hoàn toàn dùng bằng bỉm Merit, bỉm dán Merit chẳng hạn, thì không cần phải mang theo cái này nhé. Vật dụng thứ ba nữa mà các bạn cần phải có, đấy là một chiếc khăn ủng và một chiếc khăn xô to như thế này. Cái khăn xô này thì mình đã giới thiệu với mọi người, đây là khăn tắm xô của Nappy. Mình đã giới thiệu với mọi người ở cái video clip cần phải mua những gì cho em bé. Thì cái khăn này ngoài cái việc là khăn tắm xô thì nó còn có tác dụng là khăn quấn bé nữa, cho nên mình mang cái này đi vì nó khá là mát. Và ngoài ra mình cẩn thận mình sẽ chuẩn bị thêm một cái nữa, đây là khăn ủ, cũng là khăn quấn bé, nhưng mà nó là loại có một cái góc chụp mũ như thế này. Thì mình sẽ chỉ chuẩn bị hai cái này thôi, và nó là loại rất là mỏng. Bởi vì là em bé mà mình sinh ý, thì dự sinh sẽ vào khoảng tầm giữa đến cuối tháng 6. Lúc bấy giờ thì thời tiết nó cũng tương đối là nóng rồi, và di chuyển từ bệnh viện về đến nhà thì nó cũng tương đối là gần. Thế cho nên là chỉ cần chuẩn bị hai cái khăn như thế này thôi. Quần áo cho em bé cũng là thứ rất là quan trọng. Mình không biết là ở trong các cái bệnh viện tại các tỉnh thành phố khác ấy, thì các mẹ phải mang quần áo của em bé đi hay là được bệnh viện cho. Thế cho nên là vẫn cần phải chuẩn bị một ít. Quần thì mình chuẩn bị là 5 chiếc quần. Để vào đây.
áo thì mình sẽ chuẩn bị là 3 chiếc. Mình cũng để vào đây. Mình chuẩn bị 5 cái quần đóng bịp và dán sẵn tất cả các cái tạ dán bút bi vào đây, để khi mà mẹ đau không thể nào làm được những cái đấy thì các bà hoặc là người phụ chăm sóc đã có sẵn cái để dùng rồi. Và ngoài ra thì mình cũng có 10 chiếc khăn sữa. Cái khăn sữa này thì mình đã giới thiệu với mọi người ở trong cái video clip mua đồ cho em bé rồi. Đó, mình cũng đã giặt rất là sạch sẽ và mình cũng sẽ để vào đây. Cái cách để mà dễ dàng nhất trong cái việc sắp xếp là các bạn cứ xếp dọc ra thì sẽ nhìn được và sẽ rút ra lấy được rất là dễ. Đặc biệt là cái khăn xôn thì các bạn nên xếp để cho những cái gáy của khăn nó dựng lên phía trên thì sẽ dễ dàng hơn trong việc lấy. Mình chuẩn bị khoảng tầm 3 bộ mũ bao tay bao chân, mình cho vào trong cái túi như thế này thì nó và ghi tên ở phía bên ngoài bằng bút dạ. Mọi người khi đến chăm sóc và hỗ trợ ở trong bệnh viện thì có thể sẽ biết. Và bởi vì là những cái này nó rất là nhỏ thì cho nên là các bạn nên cho vào trong cái túi hoặc là trong cái giỏ nhỏ thì sẽ đỡ bị lẫn lộn hơn. Có một cái túi như thế này, và trong cái túi này thì mình sẽ đựng một số những cái sản phẩm dùng để vệ sinh cho em bé. Khi mình sinh bản sốt ở trong bệnh viện phụ sản trung ương ấy, thì mỗi một buổi sáng khi các cô y tá đến bế em bé đi tắm thì mình vẫn chuẩn bị gạc dơ lưỡi, rồi bông băng rốn các thứ để sẵn đấy để cô y tá cầm đi và vệ sinh cho bạn ấy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình không biết là bệnh viện họ có cung cấp những cái đấy hay không, hay là mình vẫn phải chuẩn bị, vì vậy mình vẫn cứ chuẩn bị sẵn. Thì vì số lượng mình lưu trú lại bệnh viện là 5 ngày bởi vì là mình đẻ mổ, nên mình sẽ chuẩn bị 5 cái băng rốn này. Mình có một cái gói gạc dơ lưỡi này, trong cái gói này là 5 cái rồi này. Mình có bông ngoài tai, cái này là bông ngoài tai dạng to và cái này là bông ngoài tai dạng bé. Mình chút những cái băng rốn mình cất ở trong tủ thuốc của bé, và mình tận dụng những cái túi mình nhỏ như này để mình cho vào thì sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm và lấy ra hơn. 3 lọ nước muối sinh lý, cặp nhiệt độ, vitamin D3, kem hâm, nước rửa bình sữa. Cái này mình chắc ra từ chai to sang chai nhỏ như thế này. Ở cái phần nắp thì mình bọc cái ni lông bọc thực phẩm để đậy kín cái nắp lại, và sau đấy thì mình sẽ cho cái đóng cái nắp này lại thì nước nó sẽ không bị tràn ra. Bình sữa cho con, sữa thanh Meiji để dùng trong 1 đến 2 ngày đầu tiên trong trường hợp là mẹ chưa có sữa về. Cái này thì mình sẽ để ở đây. Giấy ướt cũng là thứ rất là cần để vệ sinh cho các bạn ấy. Giấy khô đa năng, mình mang một hộp đi. Mình để luôn vào đây. Cọ rửa bình sữa, mình mang theo 2 chai nước. Một chai này là dùng để đựng nước sôi, và một chai này là dùng để đựng nước nguội. Đó. Và sản phẩm cuối cùng đấy là máy hút sữa. Cái này thì là máy hút sữa Medela Mini Electric, mình mượn của một chị ở cơ quan đã sinh con được hơn 1 năm nay, và chị hiện tại thì không cần dùng máy hút sữa nữa. Tuy nhiên cái bình và cái phễu này thì nó đã khá là cũ rồi, thế cho nên là mình mua mới, và mình sẽ mang đi để trong 1-2 ngày đầu sữa chưa về thì có thể là vừa cho con bú vừa kích sữa để sữa mau về. Và mình đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi, mình sẽ để vào đây để tránh bụi bẩn. Sau đấy thì mình sẽ liệu xem là nếu như mà mình nhiều sữa chẳng hạn thì có thể là mình sẽ thuê hoặc là mình sẽ mua máy hút sữa tùy theo nhu cầu khả năng. Sau đấy thì mình cài cái sau khi đã sắp xếp đồ cho em bé xong thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sắp xếp đồ cho mẹ để mang vào trong bệnh viện sau khi sinh. Thì có rất nhiều bạn thường hay đầu tư mua những cái túi đựng đồ cho mẹ và bé 5 chi tiết, 3 chi tiết. Thì mình nghĩ là cái này nó không cần thiết, và thực ra thì cái chất lượng của những cái túi đấy thì nó rất là bình thường thôi.
Thì ở đây mình có một cái túi, túi này là của Tresemme. Mình có được trong một lần đi siêu thị mua đồ và được khuyến mãi. Thì cái túi này nó cũng khá là to, và bên trong này thì nó cũng có một cái ngăn nhỏ đây để đựng đồ, cho nên là mình sẽ tận dụng luôn cái túi này để đựng đồ cho mẹ, mà không nhất thiết phải mua thêm bất kỳ một cái túi nào nữa, nó rất là không cần thiết. Thì đầu tiên đấy là các bạn phải chuẩn bị một bộ quần áo sau sinh để mặc từ bệnh viện về nhà. Còn ở bệnh viện thì chắc chắn là các bạn sẽ mặc đồ của bệnh viện. Và đừng quên chuẩn bị một cái áo lót dành cho con bú. Một trong những cái sản phẩm cũng rất là quan trọng và mẹ cần phải nhớ để mang đi, đấy là tã dán Karin. Cái này thì nếu như mình nhớ không nhầm thì hồi xưa lúc mình đẻ bạn Súp xong thì mình dùng khoảng tầm 2 đến 3 miếng trong 1 đến 2 ngày đầu thôi. Ở đây thì mình có một gói có 3 miếng. Và ngoài ra thì nhà mình có sót một miếng để phía bên ngoài, mình cũng mang đi luôn. Thì mình sẽ để ngay phía trên này. Mình có chuẩn bị thêm cả Diana Mama. Và mình cũng cắt giống như là cái tã dán Bobby và để ở đây luôn. Bên cạnh đấy thì mình sẽ để hai gói quần lót giấy. Mỗi gói này là có 5 chiếc, có 10 chiếc để dùng cho lâu ngày trong bệnh viện luôn. Một sản phẩm nữa cũng không thể thiếu được, đấy là dung dịch vệ sinh, dùng để vệ sinh sau khi sinh xong. Mình còn chuẩn bị thêm một cuộn giấy vệ sinh để phòng ở trong bệnh viện không có giấy vệ sinh. Và cái gói này là hai cái miếng lót thấm sữa dùng cùng với áo lót cho con bú sau khi từ viện về nhà. Mình có một cái túi nhỏ, và trong cái túi này thì mình đã để sẵn một số các cái sản phẩm. Đầu tiên là sữa rửa mặt. Cái này thì mình mua cọ Clarisonic thì nó có cái sữa rửa mặt này, mình sẽ mang đi mình dùng luôn, không hết thì mình cũng sẽ để lại đấy. Cái thứ hai là kem chống nắng. Cái này thì mình đã review ở trên blog rất là nhiều rồi, và đây là một trong những cái loại kem chống nắng mình rất tin tưởng để sử dụng khi mang thai nuôi con bú. Ba là một cái khăn rửa mặt nhỏ. Cái này cũng ở trong một cái set của brand skincare mình mua, cái khăn rửa mặt nhỏ cái này thì mình sẽ mang đi để rửa trong mấy ngày trong viện. Và một thỏi son đỏ, không phải là để mẹ trang điểm đâu, mà là để đánh dấu cho em bé sau khi ở từ viện về nhà, mình cũng sẽ để ở đây. Bên cạnh những cái món đồ mà mình vừa mới chuẩn bị dành cho mẹ thì có một số những cái món đồ mà hiện tại, thời điểm hiện tại thì nó cũng hơi sớm để mang đi và để cất vào trong túi. Nhất là có hai cái chậu nhỏ, một chậu dùng để vệ sinh cá nhân cho con, một chậu dùng để rửa mặt cho con. Thứ hai là một cái bình siêu tốc. Cái này thì mình sẽ phải tham khảo lại, tại vì là mình cũng không chắc là trong bệnh viện thì họ đã có sẵn nước sôi hay chưa. Cái thứ ba là cốc nhựa và thìa. Thứ tư là một số những đồ vệ sinh cá nhân của mẹ, ví dụ như là bàn chải, kem đánh răng. Năm là giấy tờ sổ khám. Và cuối cùng là đũa, tỏi, dao để tránh tà ma cho con từ bệnh viện về đến nhà. Thì lời khuyên của mình thứ nhất là tất cả các cái tài liệu quan trọng, giấy tờ, các bạn hãy cho một cái file như thế này, và khi để ở một chỗ để nhớ, khi cần thì các bạn chỉ việc cầm và mang đi theo thôi. Cái thứ hai là để tránh thiếu sót thì các bạn nên có một cái tờ giấy nhớ vàng như thế này để ở đầu giường, hoặc là để ở trong chiếc túi chuẩn bị mang đi sinh. Và khi mà các bạn xách đi sinh thì các bạn để ở vị trí nào các bạn dễ nhìn thấy nhất, và các bạn nhìn vào và các bạn check lại một lần cuối, thì nó sẽ tránh việc là quên hay là thiếu sót những cái món đồ đấy. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người cái cách mà mình sắp xếp cũng như chuẩn bị đồ để mang vào trong bệnh viện cho cả mẹ và bé một cách gọn gàng và thiết thực nhất dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Chúc cho tất cả các mẹ sẽ luôn mẹ tròn con vuông, có một cuộc vượt cạn thành công, mau chóng hồi phục sức khỏe, và tất cả các em bé sinh ra đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn. Xin chào!
và hẹn gặp lại mọi người trong các